Cho các bạn như đã hứa thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo một manh que. Tạo manh que gồm 3 bước. Bước thứ nhất là mình sẽ tạo ra một manh que chiếm nhiều tài nguyên của máy tính, cụ thể đây là RAM và CPU. Bước thứ hai là mình sẽ ngụy trang cái con manh que của mình, và bước thứ ba là mình sẽ đi phá hoại. Bây giờ bước 1 mình sẽ tạo một manh que bằng C#. Chọn New Project. Ở đây các bạn application này các bạn có thể đặt là ví dụ như svhost. Mình lưu nó ở chỗ nào mình phải nhớ nha. Mình lưu nó ở dev.vue này. Rồi. Bây giờ mình có thể kéo một cái button vô, kéo button vô. Mình thử như thế này. Tạo một cái hàm, một cái cấu trúc là cái danh sách liên kết. Danh sách liên kết thì bạn nào có học cấu trúc dữ liệu bạn đó đã biết rồi nha, danh sách liên kết. Sau đó mình viết một cái hàm lập vô tận. Mình hàm lập vô tận này nó làm cái chuyện đơn giản là nó sẽ thêm các phần tử vô danh sách liên kết, thêm hoài thêm hoài. Thì việc thêm các phần tử không ngừng vô danh sách liên kết nó lập, thì càng thêm vô thì nó sẽ càng chiếm cái RAM. Việc thêm này nè, thêm phần tử vô danh sách liên kết nó sẽ chiếm RAM. Còn mà việc lập vô tận thực hiện cái công việc thêm thì nó sẽ chiếm CPU. Ở đây mình muốn cho nó chắc ăn hơn nữa thì mình sẽ ở đây. Khi mà xảy ra exception á thì mình lia bỏ cái list đi. Đó, sau đó mình gọi lại cái hàm lập vô tận một lần nữa. Cho nó nhỏ nhỏ lại. Được không các bạn? Rồi ở button 1 mình sẽ gọi hàm lập vô tận. Rồi mình build. Ta thử. Đây chương trình của mình build không có lỗi, nó chạy bình thường. Nhưng mà mình sẽ chạy thử cái con vuot này trên máy ảo. À con manh que chứ. Này. Đây. Đây, bỏ con này đi. Rồi, bây giờ các bạn xem thử nè. CPU, RAM. Mở lên. Cũng chưa có gì, tại vì mình nhấn vào cái button 1 mình mới thấy. À, CPU lên 100%, RAM nó tăng từ từ lên. Rồi, có dấu hiệu bị đứng, các bạn thấy không? Giờ tắt chương trình đi, thì nó sẽ trả lại bình thường. Thì đây là cái bước 1 là tạo ra một malware chiếm nhiều tài nguyên của máy tính. Hẹn gặp lại các bạn ở video số 2 là ngụy trang của malware.